Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Đến với chuyên mục bất động sản cần bán, hôm nay em gửi tới mọi người lô đất đẹp ở tái định cư xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Lô này thì giá bây giờ là giá cũng rẻ hơn thị trường khoảng 100 triệu thôi mọi người, không nhiều nhưng mà được cái view nó đẹp mọi người nhé. Lô này là 5x25, hướng tây, mặt ngó vào công viên luôn mọi người. Cái vị thế rất là đẹp mọi người nha. Ngang 5m, dài 25m, là 125m2, giá 2,5 tỷ mọi người. Tính ra nó là 20 triệu một mét vuông, rẻ một nửa so với tái định cư xã Phước Thiền mọi người nha. Tái định cư xã Phước Thiền hiện nay là 30 triệu một mét. Lô này là 5x25, đất tái định cư cao ráo, thổ cư 100%. Xây nhà là một trệt ba lầu, là tính ra là 4 lầu đó mọi người. Phía cuối là cũng có cục móc luôn rồi mọi người nha. Hai cái cục móc đó. Giá 2,5 tỷ, 20 triệu một mét. Hướng tây, hướng công viên, để mình quay cho mọi người. Công viên ở đây là rất là rộng mọi người nha. Công viên rất là rộng. Khoảng gần có mẫu á mọi người. Đất công viên rất là rộng mọi người nha. View rất là đẹp. View công viên 5m, dài 25m. Vị trí là ngay chỗ cái cây tới cái nắp cống bên này. Nói về nắp cống nó thì khu tái định cư Long Thọ này là lô nào cũng dính nắp cống hết mọi người. Nắp cống ở đây rất là sát mọi người nha. Do là vừa cống dây điện với vừa cống thoát nước nữa đó mọi người. Nên là lô nào cũng dính cống hết mọi người. Đi phát là có cống này. Đó, cống liên tục. Tái định cư xã Long Thọ là vậy mọi người nha. Mình chuyên review rất là nhiều cho anh em. Nên là chia sẻ cho anh em những cái thông tin hữu ích về khu vực. Đó, khu này điện thì ở trên, nhưng mà đường dây điện với dây cấp ngầm đồ thì cũng làm ở dưới nữa. Mình không hiểu sao khu này nó hơi rắc rối mọi người. Điện, dòng dây điện vẫn có ở trên mọi người nhé. Máy dòng chính là vẫn có ở trên. Cây trụ điện rồi cả trồng cây hóng mát hai bên nữa mọi người. Chèn chịch nhau. Giá là 20 triệu một mét. Mát mẻ mọi người nhá. Hướng công viên rất là đẹp. Dãy này thì có lô này đang bán cái giá nó hợp lý thì mình quay cho mọi người. Còn đa số khu vực là đang chào 2,7 tỷ, 2,8 tỷ mọi người. 2,6 tỷ thì lâu lâu có lô. 2,5 tỷ thì lô này thì đang chào. Mình thấy thì mình xuống mình lấy mình quay cho mọi người. Đó, tính ra nó thì rẻ hơn cũng 100, hơn 100 triệu đó. 5x25 mọi người nha. Quay mặt vào công viên. Cái trục ngồi đó là cái trục đường liên cảng Phước An. Cái xe đang chạy mọi người. Xuống liên cảng Phước An, xuống cầu Phước An, kết nối trực tiếp qua Phú Mỹ đó mọi người nha. Đây là con đường liên thông giữa nền kinh tế Nhân Trạch đi Phú Mỹ. Lô đất này được cái vị trí đẹp, view đẹp. Và tí nữa mình quay cái tiềm năng của khu vực này cho mọi người xem. Đó là cái trường mẫu giáo đang hoạt động cũng gần 2 năm rồi mọi người. Và sau lưng trường mẫu giáo là có trường cấp 2 đang xây dựng. Và cuối năm này là xong mọi người nhá. Và tháng 6 năm sau là bắt đầu nhận học sinh. Tí nữa mình quay cái đường đi và mình quay xuống phía dưới cho mọi người xem luôn nhá. Hôm nay em quay cái lô đất đẹp gửi tới một người đầu tư. Người thấy hay, vừa ít thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Thấy sản phẩm này phù hợp với anh chị, bạn bè trong gia đình, đồng nghiệp hoặc là bạn bè thân quen thì copy link gửi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Gửi tới anh chị lô đất view đẹp ở tái định cư xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và giờ thì mình quay cái ngôi trường cũng như là đường đi ra cho mọi người xem, ra đường Hùng Vương rất là gần mọi người.
sau khi quay quãng đường đi từ lô đất công viên ra đường Hùng Vương cũng như là ra trường cấp 2 thì mình cập nhật cái ngôi trường cấp 2 này luôn cho mọi người xem nhé. Sau hơn một năm xây dựng cũng như là cuối năm này hoàn thiện thì mình quay sơ bộ cái ngôi trường cho mọi người xem. Đây là ngôi trường cấp 2 dành cho học sinh ở xã Long Thọ và xã Phước An. Con đường ngoài xe chạy là đường Hùng Vương rồi mọi người nhé. Cái trường này là nằm ở lô gốc của nằm phía nam của tái định cư và cái đường Hùng Vương. Ngôi trường này đã hoàn thiện sơ bộ cái xây dựng rồi mọi người. Chuẩn bị hoàn thiện cái công trình để bàn giao cho chính quyền vào cuối năm cũng như là giữa năm sau sẽ đi vào khai thác xây dựng học tập mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người thấy hay vừa ích hãy like và đăng ký kênh hộ cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngộp ở huyện Nhân Trạch. Anh chị không cần kết bạn, không cần đăng tin, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá. Anh chị đầu tư thì hãy gọi cho em. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Đồng thời em mở thêm dịch vụ review bất động sản thực tế, review bất động sản của anh chị hoặc những vùng bất động sản mà anh chị quan tâm. Anh chị cần thì liên hệ cho em với chi phí 2 triệu đồng trên một video. Cộng thêm dịch vụ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho nhà đầu tư ở xa. Anh chị có nhu cầu thì hãy gọi cho em với chi phí 1 triệu đồng. Em bỏ thời gian ra 2 buổi để lên làm bản test quy hoạch và kiểm tra thông tin xây dựng cho anh chị. Anh chị scan sổ đất gửi qua Zalo cho em và em sẽ scan cái kết quả gửi lại cho anh chị. Em nhận ký gửi bất động sản ở các xã Cánh Đông của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội, Sunflower, DTA Phước An, Thành Hưng, EcoSun. Anh chị có nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc có bất động sản cần bán thì hãy gọi cho em thông qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.